Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng máy xịt rửa đa năng Euro X3 EZH1008 hay còn gọi tên khác là con Q3. Đó là phụ kiện đi kèm của máy, gồm có ống xịt, súng xịt và ống hút bộ chắn rác. Giải hướng dẫn sử dụng. Còn đây là máy mới. Máy động máy. Bây giờ mình sẽ nói sơ các chi tiết máy. Máy sử dụng cũng khá là đơn giản. Ở đây là nút công tắc nguồn của máy, đây là đồng hồ đo áp và đây là đầu ra, đầu vô. Bây giờ mình sẽ lắp đầu vô trước. Đầu vô là cái đầu để mình hút nước. Đầu vô sẽ gắm vô cái đầu lọc này, mình sẽ gắm vô thùng nước. Còn cái đầu này là ống nối. Mình sẽ đưa nó vô, cứ kéo nó sâu, đẩy mạnh vô. Các bạn để ý cái này mình phải đẩy chặt 100%, như thế này. Đó, mình đẩy vô thì tới khi cái này nó khít. Như nhiều một số trường hợp ta đẩy như thế này là nó chưa hút được, mặc dù nó dính nhưng mà nó chưa hút nước, nó còn hở hơi nên nó hút sẽ không vô, nên mình phải đẩy chặt. Đó, đẩy cho nó kín. Đó, cái này khi cái này nó fit rồi là ok rồi. Tương tự khi tháo mình chỉ cần kéo cái này và rút mạnh ra. Còn đây là tiếp theo thì tới đầu ra của máy. Đầu ra thì nó sẽ nối liền một. Đầu ra của máy mình sẽ gắn này vô. Đẩy vào. Một đầu mình sẽ gắn với súng xịt. Đây là súng xịt. Các bạn để ý một điều là khi sử dụng thì mình nên lấy khó 17, mình dặn chắc là cái này lại. Tại thường thường cái này nó sẽ khi mà hút nước lên nó sẽ xịt ra, cái áp này rất là mạnh nên nó sẽ bị tưa nước, nên các bạn dặn chặt nó sẽ, nếu mà dặn chặt rồi nó sẽ không sao. Còn ở đây là cái đầu xịt của nó, mình có thể xoay điều chỉnh cái góc độ của nó. Nó xoay càng thấp, đầu càng nhỏ thì nó cái lực phun nó càng mạnh và càng xa. Tương tự chẳng hạn như khi mình phun xà phòng hoặc ấy thì mình nên để đầu to để nó tưa khoảng 40 độ, tưa đầu tưa nó rộng, nó phun rộng ra. Ở đây mình có thể điều chỉnh sai được. Để khi khởi động máy chỉ cần gắm điện lên, mở nguồn và mình bóp liên tục để cho nó có hơi. Khi nó đủ hơi thì nước nó sẽ tự động bắn ra. Còn đây là đồng hồ đo áp. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.